Phổi hậu Covid phần 2, bí mật giấc ngủ ngon. Bước đầu tiên để tái thiết lập nhịp điệu sinh học là điều chỉnh lại hoạt động ban ngày. Hãy tập thức dậy đúng giờ. Mỗi sáng bạn nên thức dậy vào 1 giờ cố định, không phụ thuộc vào đêm trước bạn đã ngủ được nhiều hay ít, cũng không phụ thuộc đó là ngày cuối tuần hay ngày trong tuần. Một mốc thời gian tốt mà các bạn nên làm theo đó là ngủ vào lúc 10 hoặc 11 giờ tối và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau. Khi báo thức kêu, hãy cố gắng mở mắt ra, massage cổ, gáy, đầu, mặt trong 1 đến 2 phút sao cho tỉnh táo. Rồi hãy ngồi dậy và kéo rèm cửa ra cho ánh sáng tràn ngập vào phòng nhé. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian ở ngoài trời vào ban ngày để nhịp sinh học quen dần với khoảng thời gian đó. Đến buổi trưa chỉ ngủ khoảng 30 phút đến 1 tiếng và không ngủ quá muộn vào buổi chiều nhé. Đến chiều tối hãy tập thể dục nhẹ nhàng như chạy bộ, đạp xe hay cardio ít nhất 30 phút mỗi ngày và ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Nhưng tránh là tập thể dục nặng trong vòng 4 tiếng trước khi đi ngủ. Thứ hai, vấn đề ăn uống. Tránh uống rượu, trà sữa, cà phê hay hút thuốc lá vào buổi tối. Hạn chế ăn quá no trong vòng 3 tiếng trước khi đi ngủ. Sau khi ăn tối khoảng 1 giờ, có thể uống một cốc trà tâm sen hoặc trà hoa cúc để dễ ngủ hơn nhé. Thứ ba, vấn đề trọng tâm, chuẩn bị cho giấc ngủ. Hãy tự đặt ra và bám theo một lịch ngủ đều đặn phù hợp với bạn, có thể là 10 giờ hay 11 giờ tối và tốt nhất là trước 12 giờ đêm nhé. Tuyệt đối không được nằm trên giường để học tập, làm việc, lướt web, xem phim, chơi game trước khi sẵn sàng cho việc ngủ. Không uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ thì sẽ làm bạn phải thức dậy để đi vệ sinh nhiều lần. Một tiếng trước khi đi ngủ, hãy giảm độ sáng của phòng và sử dụng các đèn ngủ có ánh sáng vàng hoặc vàng cam. Ngưng sử dụng các thiết bị có ánh sáng xanh và thay bằng những hoạt động khác như là đọc sách, ngồi thiền hay là massage. Và khi đi ngủ hãy tắt hẳn đèn đi nhé. Chế độ ánh sáng có liên quan mật thiết đến việc tiết melatonin. Ánh sáng mạnh và ánh sáng xanh không phù hợp cho melatonin được tiết ra hiệu quả. Khi đã gần đến giờ ngủ rồi mà có dấu hiệu buồn ngủ thì hãy đi ngủ ngay, không tiếp tục làm việc, học tập hay giải trí nữa nhé. Nếu môi trường xung quanh quá ồn, hãy thử sử dụng tiếng ồn trắng hoặc tiếng ồn hồng. Cuối cùng là vấn đề giường ngủ, các bạn nên sử dụng gối có đường cong để đỡ cho phần cổ, như gối cao su non. Một nghiên cứu cho thấy trọng lượng chăn trên khoảng 10% trọng lượng cơ thể sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Và đặc biệt, bạn nên sử dụng một chiếc gối dài để kê giữa hai đầu gối khi nằm nghiêng sẽ giúp bạn thoải mái hơn nhé. Hết rồi, hôm nay thử ngay nhé. Chúc bạn ngủ ngon.